suy tẩm đi con. Cái tháng này không ai con. Cái đó không cho con thi toán. Ờ thế nào thì là bảo mặt. Giờ mà vâng con ghi được. Đừng để kính như này, nó xước mặt kính. Đúng nha. Con ghi được á, con không giỏi thế. Sao con ghi được? Mấy bạn ấy toàn truyền cho con nhưng mà con giúp về. Thế á, con giỏi quá. Là ghi được 3 quả luôn. Ừ. Thế có những ai ghi được 3, ai ghi được nhiều nhất? Con ghi được 1 quả. Đừng con là 3. Siêu hết. 3. Lớp con 3. Thế chắc mình con là ghi được nhiều nhất đấy nhỉ? Nhiều con nhỉ? Chắc ở lớp của mình con là ghi được nhiều.